Toyota Place is your place. Toyota Place. Vì vâng, mến chào quý vị và xin được chào đón quý vị đến với chương trình trò chuyện thương mại cùng với Toyota Place. Ngày hôm nay Mỹ Vân và anh Tony Nguyễn sẽ gửi đến cho quý vị một cái chương trình sale thật là đặc biệt và hấp dẫn vào tuần lễ này nhé. Mỹ Vân mến chào anh Tony. Chào Mỹ Vân, Tony Nguyễn là Sales Manager của Toyota Place. Xin thân ái chào đón quý vị đến với chương trình sales thật là đặc biệt của chúng tôi, gọi là We Make It Easy Sales Event. Thì thưa quý vị, trong cái chương trình này thì chúng tôi có rất nhiều loại xe rất là đặc biệt cho quý vị, từ những xe giống như Corolla, Camry, Prius, RAV4, rồi Highlander, qua xe truck, tất cả loại xe nào cũng đã on sale hết nha thưa quý vị. Thì quý vị cũng biết là Toyota Place là một đại lý bán xe Toyota lớn nhất từ quận Cam. Chúng tôi đã từng phục vụ cộng đồng Việt Nam tại khu Little Sài Gòn này đã trên 30 năm qua, và chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp tục để phục vụ cho quý vị. Đúng như vậy, cho nên quý vị cần mọi dịch vụ gì về xe, từ xe mới, xe cũ, mướn xe, mua xe hoặc là sửa chữa xe thì hãy đến ngay với Toyota Place, tọa lạc tại 9670 Chas Avenue, cạnh Freeway 22, access xuống đường Crockett, và số điện thoại miễn phí để quý vị có thể gọi đó là 1-888-371-1155. Và ngày hôm nay chúng ta có thể nhanh đến với cái chương trình đặc biệt nè anh Tony. Hôm nay mình có gì đặc biệt? Cảm ơn quý vị. Tony xin gửi đến quý vị cái giá cả thật là đặc biệt nha quý vị. Thứ nhất là chiếc xe Toyota Corolla đời 2021 brand new, giá chỉ có 19.277 đồng mà thôi. Kế đến là chiếc Camry LE cũng đời 21 mới toanh, chiếc xe chỉ có 23.077 đồng mà thôi thưa quý vị. Và đến nữa là chiếc xe RAV4 LE là xe đang rất là hot, cái xe bán rất là chạy, nhưng mà cái xe này cũng vẫn đang chúng tôi vẫn để on sale để mà gửi đến cho quý vị cái giá thật là đặc biệt, giá chỉ có 26.777 đồng mà thôi. Đến nữa là chiếc xe Sienna là chiếc xe hoàn toàn design lại mới hết, cái xe mới vừa ra, và xe hybrid tiết kiệm thật là nhiều xăng nha quý vị, giá chỉ có 36.377 đồng mà thôi thưa quý vị. Ngoài những cái chương trình sale mà đặc biệt mà anh Tony vừa gửi cho quý vị những cái giá xe đặc biệt, những cái giá xe đời mới mà hiện đang có giá đặc biệt ở tại Toyota Place và cái chương trình sale We Make It Easy này, thì quý vị hãy nhanh chân đến với Toyota Place nhé, để sở hữu cho mình một chiếc xe với cái màu sắc nè, giá cả nè và phân lời thật là ưng ý. Bây giờ mình nói tới giá cả phân lời thì bây giờ anh có thể cho Mỹ Vân cũng như quý vị biết đó là khi mà quý vị đến đây đó, mà những quý vị nào mà gặp trở ngại về tín dụng thì họ có được những cái quyền lợi gì đặc biệt nè? Rồi, cảm ơn Mỹ Vân cũng như thưa quý vị. Như quý vị cũng biết, Toyota Place là một đại lý bán xe rất là lớn, cho nên chúng tôi hợp tác với rất là nhiều ngân hàng bên ngoài. Thì vì lý do đó, ví dụ biết quý vị có bất cứ một cái trở ngại nào, chẳng hạn như là quý vị bị bad credit, bị bankruptcy, hay là mới đặt chân đến nước Mỹ, hay là bất cứ như thế nào, thì quý vị mời quý vị đến ngay với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tận tình để giúp đỡ quý vị, để quý vị có thể mang được cái xe đem về nhà với cái giá phải chăng mà tiền lời là thấp nữa. Bên cạnh đó thì quý vị, thì trong chương trình mà We Make It Easy Sales Event này, thì chúng tôi có chương trình tiền lời thật là đặc biệt cho những chiếc xe giống như là Corolla thì nó chỉ có 0% thôi thưa quý vị, lên đến 60 tháng. Và Camry thì cũng bắt đầu từ 0% hoặc là lên đến 0.9% cho 60 tháng. Thì rất là nhiều kiểu xe khác, kiểu xe nào cái phân lời cũng đặc biệt hết thưa quý vị. Quá là nhiều những cái điều lợi khi mà quý vị đến với Toyota Place để mà sở hữu cho mình một chiếc xe. Thì quý vị còn cần chờ gì nữa, hãy gọi ngay tới điện thoại miễn phí đó là 1-888-371-1155. Một lần nữa, cái điện thoại miễn phí đó là 1-888-371-1155. Và khi mà quý vị mua xe hoặc là lease xe ở đây đó anh, họ còn có những cái quyền lợi đặc biệt gì nữa hay không? Cảm ơn Mỹ Vân cũng như thưa quý vị, lúc nào cũng có chương trình đặc biệt hết thưa quý vị. Khi quý vị đến với Toyota Place thì khi quý vị mua hoặc lease bất cứ cái xe mới nào thì quý vị sẽ được hưởng cái chương trình gọi là Toyota Care. Toyota Care thì là quý vị được 2 năm hoặc là 25.000 mai hoàn toàn bảo trì miễn phí thưa quý vị. Bên cạnh đó là quý vị được cái chương trình Roadside Assistance cũng hoàn toàn miễn phí luôn thưa quý vị. Thì Roadside Assistance có nghĩa là thí dụ quý vị lỡ bị bất cứ cái chuyện gì xảy ra dọc đường, chẳng hạn như là quý vị để lốt cái chìa khóa trong xe không mở xe ra được nè, hay là quý vị chạy hết xăng dọc đường hay bị bể bánh xe, quý vị cứ gọi điện thoại ngay cho chúng tôi sẽ đến tận nơi để mà giúp cho quý vị, dù cho bất cứ quý vị ở bất cứ nơi nào trên nước Mỹ. Bên cạnh đó thì quý vị khi mua xe dù mới hay cũ thì ở tại Toyota Place chúng tôi có chương trình thật là đặc biệt, chẳng hạn như là
chương trình Tire Repair for Life, sửa chữa vỏ xe miễn phí đến suốt cuộc đời, và Wheel Alignment Inspection cũng là miễn phí đến suốt cuộc đời luôn thưa quý vị. Quá là nhiều những cái chương trình để mà Toyota Play có thể gửi đến cho quý vị khi mà quý vị chọn cho mình một chiếc xe ưng ý ngay tại Toyota Play. Địa chỉ của Toyota Play đó là 9670 Charles Avenue, exit xuống đường Brookhurst, cạnh Freeway 22, và số điện thoại 1-888-371-1155. Và trước khi chúng ta chấm dứt chương trình ngày hôm nay thì anh có gì chia sẻ nữa hay không nè? Cảm ơn Mỹ Vân. Chúng tôi Tony, Nguyễn và tất cả nhân viên cũng như ban giám đốc ở tại Toyota Place xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình We Make It Easy Sales Event của chúng tôi, và xin hẹn gặp lại quý vị ở tại Toyota Place nha. Mỹ Vân cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trò chuyện thương mại của chúng tôi. Mến chúc quý vị và toàn thể gia đình một ngày thật là vui, an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Toyota Place is your place. Toyota Place.